Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Pixel Gun và Minh Thành EZ đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Ở đây thì mình đã có mua một số cái vũ khí mới. Mình mua một thanh kiếm lửa này và mua một cái cưa. Thì mình sẽ test thử luôn cho anh em xem là sức mạnh của những cái này như thế nào nha. Chúng ta sẽ vào trong này và mình có thêm một cái đồ nữa ở đây. Đó chính là một con pet mới. Con pet này là một con cú mèo luôn. Và chúng ta sẽ vào chiến đấu thôi. Mình sẽ vào trong cái phần thi đấu dao ở đây. Cái kiếm lửa thì ra nó cũng không khỏe lắm đâu, nhưng mà mình thấy nó đẹp nên mua thôi. Nó yếu hơn cả cái cây gậy của chúng ta. Có 3 người đang chơi này. Đấy, kiếm lửa anh em có thể thấy không? Bốc lửa luôn. Có giáp kìa, có giáp kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ai đây không? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, headshot, hay lắm. Máu, 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 ăn máu một chút. Ồ, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Cái gì đấy, cái gì đấy. Cái gì đấy, cái gì đấy. Đánh sau nó, đánh sau nó, đánh sau nó. Đâu rồi, kill acid, kill acid. Thành nhìn ạ, thành nhìn cái vào đây. Từ từ, từ từ, từ. Máu, máu, máu. Vào đấy, vào đấy, vào đây này. Ôi, nó khỏe nhờ. Cái power cloud khỏe vậy. Như thằng sau nó đánh mình thì phải. Chúng ta mới giết được có một mạng thôi. Từ từ nha, mình cần phải quay trở lại bên này. Cái gì đấy? Cái cửa. Còn nó là cái cửa. Cửa này, cửa này, cửa này, cửa này, cửa này, cửa này. Solo đi, solo đi, solo đi, solo đi. Solo chắc. Chưa chắc là thua, chưa chắc là thua đâu. Win, hay lắm. Poison cái gì đấy nhỉ? Mình bị cái gì độc vào người vậy? Không hiểu luôn. Ơ rồi. Cái Power Cloud khỏe thế. Chỉ cần lướt qua một cái là chết luôn kìa. Nó bên nào nhỉ? Bên này, bên này, bên này, bên này. Vào đây, vào đây, hay. Hay lắm. Thế nhưng mình có giết được cái mạng đấy không nhỉ? Một cái Leader Sword, thấy kiếm nó bình thường. Không có nói là quá khỏe đâu. Máu, 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 máu. Đây rồi. Oh, oh, ôi, hai phát chết luôn. Cái này là nó không phóng ra mà nó kiểu là cạp, cạp, cạp này. Đâu rồi, bay đâu rồi. Có giáp, có khiêng rồi. Có khiêng, có khiêng, có khiêng, có khiêng, có khiêng, có khiêng, có khiêng. Oh. À, thì ra là ngày nó đuổi theo mình ạ. Đuổi ngay sau đít luôn đấy. Đây là cái cưa, cái cưa, cái cưa. Mình đang đứng vị trí thứ hai, còn lại là... Ôi dồi, nó khỏe nhở. Power Clouds. Phải nói quá khỏe luôn cái Power Cloud này. Ra đây, ra đây, ra đây. Chúng ta đứng vị trí thứ hai. Còn mười mấy giây kìa. Đường đi đâu nhở? Nào, cố lên, không được. Không giết được cái thằng kia luôn. Cái kiếm lửa đánh hay quá. Hôi, mình giết được có hai mạng này. Nhưng ý sao mình đến thứ hai. Chúng ta sẽ được thêm kinh nghiệm 175 trên 430. Thằng kia nó khỏe quá. Rồi chắc mình sẽ next sang cái trận khác đi. Team Try Co-op Survival. Cái Co-op Survival đánh nó không được hay cho lắm. Cái này chỉ là chống lại bọn zombie thôi. Mình không thích đến cái chế độ ấy tí nào cả. Ok, cái này có hai người đang chơi này. Mình chơi cái chỗ nào mà có nhiều người chơi ấy. Cái map là nhiều người chơi ấy. Đây, King of the Hill này. Đang có 3 người chơi. Size map đó là M. M chắc là size bé. Heavy Crystal Armor. Có ai đây không? Có ai đây không? Oh, Jetpack, Jetpack, Jetpack. Không lát hit được ta. Rồi, sẽ đợi đây một chút này. Kiểu gì trên này cũng có con. Vãi lúa thật. Chưa gì nó bay tít tắp lên đây đây. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới.
đốt 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 mình đốt này respect này, cái khó điều khiển đấy nhờ. Kinacid thôi, lấy máu. Cái gì ấy đuổi theo mình đấy, nó có respect kìa. Ôi mình bắn từ đâu nhở, vì thằng trên nó bắn xuống à. Ủa 970 này đã đuổi đánh sao. Cái quái nào nhở, khỏe thế nhở, cái súng nó khỏe quá. Chỉ cần 1 đến 2 viên cái là vào trong này. Bắn cả băng không chết, vãi lúa rồi. Bắn ở đâu nha. Ôi mình tự chết luôn, và tự sát luôn anh em ạ. Không được, không kịp bắn luôn. Thật ra súng nó thì chỉ bình thường thôi, nhưng mà mình bị bắn nhiều quá, bị mất quá nhiều máu rồi. Nó trâu vậy, quỳ luôn. Man. Ôi loại bị thằng dưới nó bắn lên các kiểu, các không nơi nó bắn luôn, cho mắc nhọ luôn. Đây này, mắc nhọ rồi. Chúng ta sẽ cần tìm một cái vị trí tốt hơn để có thể là nhắm bắn được. Thằng như kia nó cứ nhắm xuống kìa. Ôi giời, bắn hay thật. Sniper semi auto. Thằng trắng trắng ấy nó cứ nhắm ở trên luôn. Phải làm sao đây? Chết, kin acid này, ít ra thì mình cũng phải giết được acid được một mạng chứ. Wow, lao tận nơi luôn. Toàn súng xịn nhất có thể luôn đấy. Chết mày đi này, ít ra mình phải giết được một mạng chứ. Vị thứ năm thì chắc chắn sẽ bị trừ mất cúp rồi. Vị thứ năm rồi, chắc chắn vị thứ năm luôn, trừ mất 6 cúp. Mình cũng gọi là hỗ trợ acid giết được 3 mạng đấy, cũng chẳng phải là đùa đâu đúng không? Rồi mình sẽ đổi sang map thôi, map này nhiều thằng khỏe quá. Rồi mình sẽ chuyển sang cái map côn trùng này. Bây giờ mua một khẩu súng trường nào mà có khả năng nhắm ấy, rất là tốt. Quái nào nhỉ, thằng này đúng không? Future Reaper, súng của tương lai à? Wow, nhanh quá. Đây mình sẽ dùng cái súng này để bắn headshot bọn nó. Tự động chết rồi, thanh niên kia tự động chết rồi. Có cả quỷ chứ cái thứ kìa. Ở đâu nhỉ? Vấn đề là nó đang ở đâu đây? Nó chạy ngay, nó không giờ ở lại luôn. Đảm bảo như thế. Chắc chắn nó sẽ không giờ ở lại luôn. Vãi lúa rồi. Vậy nó chạy đâu à? Chết rồi, headshot, hay lắm. Revenger, hay tuyệt vời. Chúng ta last hit thôi. Chết, kin acid. Liệu nó có ra đây không? Nhanh quá, nó lướt qua nhanh quá, không kịp nhìn được cái gì luôn. Hay mua mình có một khẩu súng nhằm tốt nhỉ.
skin acid rồi. Hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Bắn nhau bấm này. Nó chạy liên tục luôn đấy. Cận mình rơi xuống đây là mình chết. Từ từ mình sẽ lên đây. Có lên được không? Ôi. Chạy ngay. Nó không đứng lại đâu. Nó chạy nhanh quá. Vấn đề là mình sẽ giết con mèo này trước. Vãi lúa thật. Nó vào tận đây nó giết rồi. Ấy ra là mình còn phải ra được khỏi chỗ khu vực như thế này. Sắp hết giờ nãy ra phải giết được một bé chứ. Mình thứ 5 rồi. Wow man, khó chơi phết. Không đơn giản chút nào cả. Nếu như mà cửa thế này mình nên đổi lại cái súng ngon hơn. Mình đứng thứ 3 cửa. Vãi lúa thật. Ờ, mình đứng ở chỗ cái ghế này à. Đứng ở ghế này thì bắn ai? Có chỗ nào có thể lên được không? Đó, lên rồi. Ôi xời, đây đằng sau mình luôn. Nó có cái reefer. Nổ không? Không chết vì nổ ạ. Không chết vì bom được. Giáp, 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 giáp. Chúng ta sẽ cần giáp vào đây. Chết. Ít nhất là phải giết được nó. Mình bắn gần cả băng luôn đấy. Mình giết được một cái thằng đấy. Giáp nó trâu quá. Bắn súng nước à? Bắn súng nước à? Tin acid này, mày nhận. Mày nhận, mày nhận. Không được, đọ súng không thể nào mà ăn lại được với súng của nó. Cố gắng hết hết cỡ rồi đấy. Nào 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 nào. Con hươu ở đây mà. Nó bay rồi, nó bay rồi, nó sử dụng cái jetpack nó bay rồi. Úi ôi, súng bắt khỏe luôn. 800, có 815 vàng nhở. Nó khỏe lắm đâu. Mày nhờn này. Bắn anh á. Bắn được một lần thôi nhá. Chết mày, double kill. Dĩ ra mày double kill chứ. AK-48 kìa. AK-48 chỉ cần đứng một chỗ nó nhắm nó bắn thôi là chết rồi. Vãi lúa thật. Để đứng vào một góc này cái. Để xem nó sẽ xuất hiện ra ở đâu. Vãi lúa, vãi lúa, vãi lúa, lúa, lúa. Đằng sau, đằng sau, đằng sau, đằng sau thì phải. Biết ngay mà. Kin acid là được rồi. Không cần nhiều. Ở kia có con đấy. Ở kia có con này. Súng giống mình, súng giống mình. Double kill, double kill, double kill, double kill. Double kill. Hay 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 hay. Vào trong nhà thôi, vào trong nhà thôi.
Lách rồi, lách rồi, lách rồi. Chết, chết này. Top 1. Wow. Không được, đang ấy rồi. Đang đánh, đang vui mà tiến là ngày bắn chết mình luôn này. Victory. Và mình đứng thứ mấy đây? Quái bắn tốt phết. Quái top 1 ngay thấy chưa? 345 này. Ngon. Hay quá. Trời rồi, hay quá anh em ạ. Chúng ta đạt được top 1. Map này đang hay đúng không? Tiếp tục phải chơi thôi. Ôi, gặp ngay cái thằng này luôn. Nó dùng cái jetpack nó lên đây luôn à. Được. Ui sao, nó sau mình à? Không phải. Hitman Pistol là cái súng đổi đều mà. Ở đây có ai không? Pin acid này nhờn vào chém anh à. Con chó này. This man này. Wow. Súng bắn tốt quá. Thằng Dark Master kìa. Bây giờ nó cay mình sao? Dark Master, Dark Master. Đâu nhờ, sao cứ bắn mình vậy, ta đang giết được em mà. Nhầm thẳng vào đầu đó rồi. Giáp nó quá trâu rồi. Nemesis mày nhờn này. Thay đạn chậm quá, tốc độ thay đạn quá chậm luôn. Ôi giời, đồ sướng rồi. Đang bắn hay chỗ đấy. Duck Hunt. Wow, rồi ơi, đáng em phải nhảy sâu vào tí nữa. Đứng đây là chết ngay. Chết mày này, kin acid. Dù sao thì mình cũng sắp chết luôn rồi. Mình bị vướng vào cái nước này luôn. Trận này khó hơn trận trước rất rất nhiều. Cái này nó sẽ làm mình bay ra. Đấy, 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 đấy. Thít ra đứng trên này bắn đi. Đứng đâu đây? Đứng đây thì khá là khó bắn luôn. Phải nói như thế đấy. Có quả bom ở đâu vậy? Phía sau mình này, phía sau mình này. Đồng quá luôn đấy. Phía dưới luôn. Ồ, quả khẩu súng lục 2 nòng kìa. Nào này. Chết. Hay 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 hay. Giết được một thêm một mạng người là tốt rồi. Wow, ngay bên cạnh mình luôn kìa. Dã man, dã man. Dã man con ngạn. Dã man con ngạn, chết. Nemesis 8, bị dưới 8 thôi. Lần này là thất bại thảm hại luôn rồi. Trừ 34 cúp kìa, lúc ấy vừa đứng nhất xong. Đây là tập trung đánh mình quá, mình có 5 mạng. Ừ, 5 mạng sao đứng thứ 8 nhỉ. Ít điểm quá thì phải. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Pixel Gun. Bye bye.